à okay, hả Rồi, ok. Nào hết thì chúng ta sẽ nghỉ sớm. Rồi. Đây là um, một cái bài cơ bản của chương trình phụ khoa. Ha tức là để nói ví dụ như uh, trong phụ khoa ở trong sản khoa mình phải học ngôi đầu chẳng hạn ha mình học phải học chuyển dạ xanh chẳng hạn thì trong phụ khoa mình sẽ không thể không học bài u sơ tử cung vấn đề là như vậy tuy nhiên cái bài này thì nó nó sẽ sẽ gọi là một trong những cái bài dễ ha dễ tiếp cận dễ học dễ thực hành của phụ khoa do đó chúng ta sẽ được chọn học ở mức độ y 4 hồi nãy anh hưng dạy các em là bài gì vậy à đó nó lại ngược lại với u buồng trứng u buồng trứng cũng là một cái bài mà không thể nào không học nhưng cách tiếp cận à, cách chẩn đoán và và cách học nó sẽ khó hơn nhiều còn cái bài này nó học xong nó sẽ rất là đơn giản và đi lâm sàng ví dụ như khi chúng ta đi thi chẳng hạn ha chúng ta đi đi học thi thi oski lâm sàng á một cái tình huống liên hoàn hay là bất cứ tình huống nào để chúng ta làm thì chúng ta luôn mơ ước được gặp u sơ tử cung chứ không phải là u buồng trứng vậy ha rồi Ờ, vậy hôm nay học cũng được đó, là tức là hai bài trong cái khối bài u vùng chậu đây là hai bài, ha. đây là hai bài uh, gọi là đặc đặc trưng, tức là hai bài đại diện cho cái một cái bệnh gọi là khối u vùng chậu của một người phụ nữ. Mục tiêu, mơn học những cái mục tiêu trên bảng cho chị, thi ra cũng như như vậy, không có gì khác mục tiêu hết. Ha. Mà cái bài này nó đặc điểm là gì? Ví dụ như u buồng trứng hồi nãy anh hưng em sẽ có một cái số gọi là update ha hoặc một cái số gọi là cập nhật nhưng xin thưa cái bài này hả về quá trình cập nhật và cái độ độ thay đổi của nó uh, không có nhiều thay đổi hết à nó thay đổi rất là ít trong vòng mà cả chục năm nay à, đây là một cái bài về à, đây là một cái bệnh lành tính phổ biến của cơ quan sinh dục ha và Chị mất thì chị, chị ngồi ngồi luôn ha, tại vì đứng lên cũng không có làm gì ráo. Có bấm thì cũng có rồi, máy thì cũng có rồi, tới lui cũng có luôn. Chị ngồi để xem tụi em dễ ha, có những cái gì chị cần, chị nhấn mạnh thì chị sẽ nói lại. Rồi. Đây cái đại cương này á cứ đọc ha, đọc thoải mái, chị sẽ không đọc lại trên đó. Đó là cái gì về dịch tễ về đặc điểm chung và về cái báo bao quát nhất cái này em có thể đọc ở tất cả tất cả các facebook nào cũng có hết và hiện tại những cái này nó không chị chỉ nhấn mạnh Ủa cái này nó không có cái boy ha em ok chị nhấn mạnh cái cái dòng cuối cùng thôi hai cái dòng cuối cùng ha đặc biệt nó không có triệu chứng thường nó gây triệu chứng là khi nào nó to quá hoặc nó ở những vị trí đặc biệt thì khi nào ở vị trí đặc biệt lát chúng ta sẽ thấy và đây là cái u chịu ảnh hưởng của nội tiết tố tức là bởi vậy nó mới nói là gọi là gì đó thường gặp ở độ tuổi này nè à, câu này giải thích chơi chuyện này tức là phụ nữ trong giai đoạn sinh sản thì sẽ thường gặp cái này nhất và thậm chí bây giờ với mức độ phát triển của siêu âm với những cái máy siêu âm thật tốt thì có những cái nhân sơ ha tức là những cái biến đổi trên cái cái, cái cơ tử cung thậm chí là có mồ một 10 mm là đo được là 1 cm đó người ta vẫn ghi là à có nhân sơ tử cung 1, 16 x 20 hay là thậm chí là 12 x 13 mm cái mức độ đó tức là trên cái tử cung của người phụ nữ cái số lượng mà số người mà chắc cũng khoảng 50 trăm số người có cái nhân sơ tử cung nhỏ ha tức là tại vì sao tại vì nó ảnh hưởng của nội tiết cái này cũng khó chịu ghê ảnh hưởng của nội tiết ha buồn trứng tiết estrogen thì cái nguy cơ cái tử cung cái cơ tử cung đó nó sẽ tăng sinh đó hiểu hôm nay là như vậy một câu tiếp theo nữa nôn nao vậy thì sao nghĩa là gì à ở mãn kinh sẽ sẽ không có sự phát triển của u sơ tử cung lành tính nha nếu có một cái cục u sơ từ trên cái cơ tử cung mà nó lại lớn lên ở tuổi mãn kinh thì sao à thì không phải nó không phải là giống lành tính cái kiểu này nữa mà chúng ta phải nghi ngờ ngay à, thế nghi ngờ ngay nó là ác tính nha yeah. cái đó thường thường có câu trách nghiệm em mạnh lại một chút rồi nó đơ luôn rồi kém quá chúng ta coi một số cái phần đánh đại thể ha và vi thể của u sơ tử cung nó giống như là cái cục thịt gì đó cái cục cơ á cục thịt heo á biết không à. Thì giống vậy đó nó cũng đỏ ha nó là cơ mà bản chất nó là cơ gì nó là cơ trơn cơ trơn của tử cung và sự tăng sinh lên của những cái bó cơ đó bởi estrogen ha đồng nghĩa với chuyện là những người phụ nữ có u sơ tử cung là những người có tình trạng cường estrogen nha thường là gặp những người đó chứ phụ nữ bình thường ví dụ như với mong độ của cái buồn trứng tiết ra thì uh, đa phần 50% là không có u sơ rồi đây là giải phẫu bệnh đây là vị trí có rất nhiều chỗ ha ngoài thanh mạc nè trong cơ à, dưới thanh mạc trong cơ dưới niêm mạc trong dây trần rộng cổ tử cung có rất nhiều là vị trí ha đó và cái này yên tâm siêu âm sẽ trả lời cho chúng ta biết nếu ví dụ như chúng ta sẽ khám được trên lâm sàng chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ khám được một cái tổng quát về kích thước của cái tử cung đó chứ đa phần chúng ta sẽ không định được vị trí nha không bắt buộc định vị trí ví dụ chúng ta khám chúng ta thấy một cái nhân sơ uh, đây dưới thanh mạc nó lúc lắc lúc lắc mật độ chúng ta có thể biết được nhân sơ này nhưng không ai ép buộc biết được nhân sơ trong cơ vị trí nào ha nhân sơ dưới niêm mạc có một cái loại nhân sơ chúng ta có thể thấy nữa là nhân sơ dưới niêm mạc nhưng mà nó lòi ra trong âm đạo vẫn có rồi đó là cái hình cái hình trước năm 2011 từ năm 2011 trở đi figo người ta phát triển cái phân loại của cái u sơ cơ tử cung này thành một cái phân loại quốc tế tức là sao tức là khi đọc lên là người ta sẽ biết cái vị trí của u sơ đó nó ở đâu cái phân loại này nhằm mục đích để chuẩn hóa tất cả các loại vị trí của u sơ thành một cái hệ thống cái thứ hai là để để theo để điều trị hà tức là phân vô một cái u sơ ở vị trí 2, 3, 4. nói ra như vậy là người ta biết mình sẽ điều trị bằng cách nào à, đó là cái thay đổi Uh, gần nhất của ung xe tử cung còn về chẩn đoán về phương tiện chẩn đoán hầu như không thay đổi ha vậy thì cái này nó nói lên cái gì nó cũng giống cái tên đó thôi nhưng mà nó quy ra thành con số à, cái này là dưới niêm nè nhưng mà dưới niêm nhưng mà nó sẽ quy ra trong cái dưới niêm đó người ta nói là ví dụ như hồi trước đây người ta sẽ nói u sơ tử cung dưới niêm các chị hiểu được là ở à, dưới niêm mạc thôi nhưng thật ra ở dưới niêm mạc nó có nhiều mức độ và ở nhiều mức độ đó cái 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 gọi là cái cách tiếp cận điều trị nó cũng sẽ khác nhau ví dụ một cái u sơ nằm trong niêm mạc luôn thì điều trị sẽ khác một cái u sơ mà cái phần u sơ nó nằm trong cơ tử cung sát niêm mạc thôi tức là 50 phần trăm hơn 50 phần trăm là nó nằm trong cơ tử cung nha là sát niêm nhưng mà vẫn gọi cái đó là u sơ tử cung dưới niêm nha còn những cái u sơ như là u sơ số 2 số 5 này nè là nó nằm hẳn trong cơ nhưng có những cái nó nằm sát niêm đúng không và có những cái nó nằm sát thanh mạc nha nó khác nhau vậy rồi có những nhân sơ còn những nhân sơ mà người ta gọi là hai năm đi chẳng hạn thì là cái nhân sơ này nó bự đến mức là cái phần tiếp xúc dưới niêm mạng nó cũng có mà cái phần tiếp xúc dưới thanh mạng nó cũng có đó người ta phân loại như vậy để cho nó từng mức độ ha để cho thấy cái độ nghiêm trọng hoặc để cho thấy cái độ sự gọi là khả năng gây biến chứng của nó như thế nào đặc biệt là những cái u sơ dưới niêm nó sẽ gây biến chứng và bắt buộc chúng ta phải điều trị ngang cái đó lát nói sao ở phần điều trị rồi như là số 6 nè số 7 nè ha đó mức độ này là dưới niêm mạc à, như dưới thanh mạc tuy nhiên nó vẫn còn một phần trong cơ còn cái số 7 này thì nó hoàn toàn là nó dưới dưới thanh mạc hiểu ha đó cái cách của nên trên bây giờ khi mà chúng ta đi lâm sàng chúng ta học ở những cái khoa nội trú ví dụ như ở hùng vương thì chúng ta sẽ có khoa phụ ngoại nha ở từ vũ thì chúng ta sẽ đi khoa nội soi hay là khoa phụ thì chúng ta sẽ thấy sẽ sẽ nhìn những cái siêu âm phụ khoa người ta bây giờ người ta ở từ vũ hùng vương thì người ta cũng quy về figo 2011 người ta sẽ ghi là u sơ tử cung theo figo hoặc là người ta ghi l ha ký hiệu l hai năm vì đó người ta ghi vô đó mình sẽ áp vô cái này để mình biết nó vị trí nào ha hoặc ở trên đó người ta sẽ trong cái phần mô tả người ta sẽ mô tả cho mình rồi ở dưới người ta sẽ kết luận giống như hồi nãy tụi em học với anh hơn là cái u buồng trứng ha, u buồng trứng người ta sẽ đưa vào đưa vào hệ thống iota đúng không để người ta sẽ cái đó là bây giờ là chị nói cái bài này về các em có thể đọc rất ở rất nhiều textbook ha bài này rất là nhiều thứ để đọc hoặc là up to date hoặc là chúng ta đọc uh, hiệp hội sản phụ khoa hoa kỳ hoàng gia anh trên uh, những cái 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 tạp chí về siêu âm nó vẫn có thì về đọc thêm dùm chị còn ở đây chị sẽ nói chủ yếu ở trên lâm sàng chúng ta gặp để chúng ta biết chúng ta áp dụng nha rồi đó là cái hình thứ hai về phân loại cái mà chị muốn nói uh, nói cho kỹ để sau này đi đi lâm sàng chúng ta sẽ không có bỡ ngỡ là chúng ta nói ủa sao ghi cái gì mà l không năm l 3 l bốn không đây đây là phiên bản phiên bản của nó cái này về đọc ha trong uh, bài này chỉ có quan để trên đây rồi về lấy rồi chúng ta qua một cái nữa đó là về tiến triển cái này thì bây giờ ít sử dụng rồi cái này đã thuộc là về nói về về cái chuyện là về mô học là nhiều hơn À, là chúng ta sẽ biết được nó có những cái 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 tiến triển như thế nào nhưng đa phần á, gặp nhiều là cái tiến triển teo đi lúc tuổi bản kinh ha còn những cái thoái hóa nhiễm khuẩn này thì sao nó đa phần nó sẽ xuất hiện với một cái yếu tố nguy cơ nền ví dụ như trong khi có thai sự thay đổi về nội tiết sự thay đổi về mạch máu nuôi thoái hóa là gì biết không là nó thiếu máu nuôi á nó làm cho như vậy hoặc sau một cái chuyện nạo phá thai ha thì có sự nhiễm khuẩn xin lỗi tụi em chờ chị alo alo tim Ha, đó là những cái thoái hóa thường chúng ta sẽ gặp trong uh, xảy thai hoặc là trong thai kỳ với những cái người phụ nữ mà ở trong uh, có, có thai mà người ta đau trên một cái nhân sơ tử cung thì mình sẽ chú ý mình nghĩ đến những cái trường hợp này còn ung thư hóa ha, đó là một cái tiến triển mà không ai muốn đúng không không ai muốn tuy nhiên đó có một cái cái cái, cái sự gọi là uh, may mắn là đối với u sơ tử cung thì cái cái khả năng bị ung thư nó rất rất thấp tính tỷ lệ là sẽ là dưới một phần trăm do đó ai bị u sơ tử cung thì cầm chắc trên 99 trăm là lành tính tuy nhiên nó có một số đặc điểm thì đương nhiên mình sẽ phải coi cái đặc điểm đó ha ví dụ như hồi nãy chị nói có một bài đặc điểm có một đặc điểm đó mà chúng ta phải lưu tâm đó là sao sao mãn kinh mà cái khối u trên cái tử cung đó nó vẫn nó vẫn nó vẫn tăng kích thước hoặc một cái khối u trên một cái người mà nó nó gia tăng kích thước một cách nhanh ha, nhiều, bất ngờ, tại vì u sơ tử cung với cái sự tăng kích thước nó phải tính bằng năm ha. Chứ không thể nào mà mấy tháng mà nó 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 to lên được. Hoặc nó nó gia tăng nhanh khi nào nữa? Nó bình thường nó sẽ gia tăng nhanh trong khi mang thai ha, tại vì nồng độ nội tiết trong thai kỳ là cực là cao mà nó sẽ gia tăng đó là những cái mà bình thường Còn ngược lại ha, Ví dụ như nó thay đổi trên siêu âm Hoặc trên siêu âm người ta có thể coi được Những cái dấu hiệu ung thư Ví dụ như tăng sinh mạch máu quá nhiều ha Và cái bản chất của cái u sơ đó nó khác Cái đó trên siêu âm Hoặc người ta nghi ngờ người ta có thể sử dụng MRI ha, Mấy cái này chị đã nói trước hết Cái phần cần lâm sàng rồi đó Lát cần lâm sàng chúng ta chỉ đọc thôi Thật sự ha Rồi mấy cái thằng này chúng ta qua phần chẩn đoán nè về lâm sàng đa phần nó là cái gì nó nằm ở cái chỗ này nè ghét ghê đó cái này ba hồi ghê luôn á không chịu chứng người ta chỉ phát hiện khi đi khám định kỳ thôi nha và bây giờ thì nó đỡ hơn rồi Tại vì cái mức độ dân trí của người dân của mình tốt hơn rồi à, Người ta thường xuyên đi khám định kỳ phụ khoa hơn Nên chúng ta không phát hiện những cái cục U-sơ chắc 3-4kg Hoặc là cái U-sơ tử cung mà ở cái tuổi thai khoảng 20 tuần trở lên Chúng ta không phát hiện nữa à, Ít lắm rồi Cái thời chị đi học thì có đó Còn cái thời bây giờ thì ít lắm cái u sơ khoảng hai ba phân là đã theo dõi rồi ha người ta đi xưa hoài luôn á ờ, cái trường hợp mà để không chịu chứng thì đương nhiên hai ba phân nó cũng không chịu chứng đâu à, nhưng mà người ta đã biết rồi biết có sự hiện diện của nó rồi nên cái u sơ mà cái bụng mà to như là cái thai năm tháng thai bảy tháng thì bây giờ không thấy nữa ít thấy lắm rồi chắc ở từ vũ từ vũ thì hay nhận những cái bệnh mà ở tỉnh á à, hoặc là ở vùng sâu vùng xa thì nó có thì chứ còn chị ở hùng vương thì hầu như chị ngồi ở phòng khám phụ khoa chị cũng không gặp rất ít rồi đây là cái những cái nhóm triệu chứng ha đó xin thưa nói ra để làm gì để làm ơn khi đi lâm sàng đụng phải một cái bệnh án cu sơ tử cung thì làm ơn phải hỏi hết tất cả các nhóm triệu chứng này nó liên quan để làm gì để coi nó có triệu chứng chưa nó có gây biến chứng chưa vì u sơ tử cung chỉ điều trị khi có biến chứng rồi cái câu đó là cái câu gọi là cái câu nguyên tắc tổng quát nhất của điều trị u sơ tử cung đây là những triệu chứng cơ năng ha chị chị ghi ra từng nhóm bệnh đó chúng ta phân theo từng nhóm ha cái u sơ tử cung nó sẽ tác động lên cái tử cung là, là nhiều nhất nên do đó mà tử cung là gì thường một là triệu chứng đau đau là chúng ta nói sao hai là chảy máu tử cung bất thường là những cái bất thường về chảy máu rong kinh rong huyết cường kinh nằm đây làm ơn phân biệt u sơ tử cung này gây ra cái gì ha gây ra nhóm triệu chứng gì của kinh nguyệt nó định nghĩa học hết chưa mình học cái đó chưa ta rồi đúng không ờ à, đó về đọc thì u sơ tử cung sẽ gây ra cái triệu chứng nhiều nhất là rong kinh và cường kinh à, nhớ à rồi đau đó trèn ép hoặc là thoái hóa nó cũng sẽ đau hỏi con có đau hay không mô tả cái đau đó ha hỏi coi cái chu kỳ kinh của bà có bất thường hay không và mô tả cái chu kỳ kinh đó kèm theo là kết luận coi cái kiểu của chu rối loạn của chu kỳ kinh đó hay ra huyết bất thường đó là gì ha cái này ở y 4 nha ở mức độ y 4 chúng ta có bản kiểm đó rồi tại vì đi thi tụi em sẽ sẽ có cái đó đó ví dụ như tụi em sẽ hỏi ngồi hỏi bệnh sử với lại một cái bệnh nhân giả định sau khi hỏi ra huyết ra huyết ra huyết cái gì đó tính chất mật độ gì đó xong tụi em phải kết luận loại ra huyết đó là ra huyết gì đó là cái nền tảng để chúng ta học để chúng ta tiếp cận một cái bệnh cảnh của u sơ tử cung chẳng hạn hoặc một cái bệnh cảnh của chảy máu 3 tháng đầu thai kỳ chẳng hạn ha hoặc một cái bệnh cảnh của xuất huyết tử cung bất thường kiểu chức năng chẳng hạn đó nên mấy cái đó là những cái nền chúng ta cần phải học Rồi triệu chứng đau ha Chèn ép Mình đã biết mình học giải phẫu rồi U sơ tử cung À cái tử cung nó nằm ở giữa Nó giống như là sandwich kẹp thịt Giống như sandwich Trước là được bàn quang Sau là trực tràng trong nghe tiếng vọng lại ghê vậy Rồi thì chúng ta sẽ hỏi những cái triệu chứng bể chèn ép liên quan đến đến cơ qua hai cái cơ quan đó nhớ ha à, khi làm một cái bệnh án u sơ tử cung là ơn hỏi hết dùm chị phải hỏi chứ đừng hỏi chị có triệu chứng gì không bà không quan tâm đâu nhưng mà hỏi ra có khi là bà có mà bà chưa ảnh hưởng đến khi nó ảnh hưởng quá rồi là than hết đúng nhưng mà có khi chưa ảnh hưởng mà mình mình bắt được những triệu chứng nó đã thay đổi dần dần rồi nha Nhớ ha, về rối loạn tiêu hóa chẳng hạn nếu cái U to quá mà các em gặp hồi nãy chị nói đó, cái U gặp khoảng U 8, 5, 5 tháng tức là một cái tử cung 20 tuần trở lên thì nó có khi nó lên tới ruột, ha, ảnh hưởng đến ruột hoặc là dạ dày, tuy nhiên bây giờ thì nó cũng ít, chủ yếu nó ở tại chỗ, bàn quang ở phía trước và trực tràng ở phía sau Rồi Còn đây là triệu chứng thực thể chảy máu tử cung bất thường thì sẽ dẫn tới gì thiếu máu ha. phải coi luôn tổng trạng da niêm của người ta biết luôn à và một cái đặc điểm của khám thực thể của u sơ tử cung mà chúng ta cần phải biết khám đó là đánh giá kích thước của tử cung bằng hai tay tay trong và tay ngoài mình chúng ta học rồi học khám phụ khoa skill rồi đúng không hồi tuần rồi đúng không À xin lỗi các bạn lớp nào, cái nhóm nào đi lâm sàng thì mới học. Thì trước khi đi lâm sàng sản chúng ta sẽ được được học một tuần skill. Thì trong đó chúng ta sẽ học khám phụ khoa. Thì cái cái mà để khám phụ khoa này là khám bằng tay. Ha, kết hợp giữa tay trong với tay ngoài. À, đây là một loại khám đặc trưng của sản phụ khoa. Đi khám nội, À, khám về ngoại khoa khám cái bụng đâu có khám tay trong tay ngoài đúng không trừ khi khám trực tràng trừ khi là chuyên khoa hậu môn trực tràng đúng không nhưng hậu môn trực tràng là chủ yếu mục đích để để cảm nhận tay trong thì đâu có cảm nhận tay ngoài đúng không đâu có cái gì để cảm nhận cái ngoài tại vì hậu môn trực tràng là một cái lòng ống chúng ta sẽ kiểm tra cái đó thì bên sản phụ khoa mình cũng có khám âm đạo là cảm nhận tay trong. Ha khám âm đạo khám cổ tử cung khám ngôi thai khám đầu khám ối khám cung chậu là khám trong nhưng chúng ta cũng có sẽ khám khám ngoài là khám tay trên bụng đi khoa nào chuyên ngành nào cũng có rồi nhưng có đặc biệt cái tử cung cái buồng trứng cái cùng đồ cái hai phần phụ chúng ta lại được một cái nữa là chúng ta cảm nhận giữa hai tay trong và ngoài giống như là chúng ta ôm trọn cái khối đó gì đó à, nó là một cái đặc biệt khi chúng ta biết do đó bây giờ khả năng đương nhiên khả năng khám hai phục hai phần phụ như cái bài của anh Hưng khó hơn nhiều khó cảm nhận lắm nhưng cái khám cái tử cung là dễ cảm nhận nhất tại vì nó nằm ở giữa mật độ của nó chắc à, nó là cục thịt mà còn cái buồng trứng nó đâu phải là cục nó đâu phải là thịt mà nó là cái gì nó có thể có nước có thể có đặc đa phần là nước và căng cái mật độ căng và nó di động hơn so với cái tử cung đúng không có khi di động ít có một số loại buồng trứng là không di động thôi chứ đa phần là di động và nó nằm ở hai bên có và nó buồng trứng đặc biệt là nó ở sau phúc mạc nên nó phải to đỡ một cái độ nhất định chúng ta mới biết được còn ở cái tử cung nó nằm ngay cái giữa vùng hạ vị nó không di động đa phần là nó không di động ha di động rất là ít thôi nó bị treo mà đúng không cái tử cung mình học mình biết nó treo nó nằm ở giữa sừng sững giống như một người mặc áo mưa bị kéo hết đồ găng hết mùng màng lên vậy đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được với chỉ một cái bàn tay nhạy thì chỉ có là cái tử cung lớn hơn bình thường nên đã cảm nhận được rồi còn ở tụi em thì không đòi hỏi cỡ đó Ở tụi em thì chỉ cảm nhận được Một cái tử cung khoảng tầm 12 tuần trở lên đi Là bắt buộc phải cảm nhận được Tại vì cái tử cung 12 tuần trở lên Đồng nghĩa với bề cao tử cung là 8cm Chúng ta học bên sản ha Thế là chị đang nói tới bề cao tử cung đó Chúng ta sẽ phải biết là một cái tử cung bao nhiêu dưới bao nhiêu tuần Thì chúng ta sẽ khám đo, đo kích thước bằng cái tử cung bằng tay còn nếu mà nó trên đó nữa thì thường thường là người ta sẽ đo bề cao tử cung và người ta cộng thêm 4 để làm sao để ra để ra tuổi thai ha cái đó là bên sản khoa nhưng bên phụ khoa về kích thước của tử cung khi có u sơ tử cung người ta cũng sẽ dùng cái kích thước của tử cung tương đương với bao nhiêu tuần tuổi thai để đánh giá cái tử cung đó nhớ ha nên khi lên lâm sàng người ta nói là tử cung này to uh, tương ứng với thai bao nhiêu tuần với 10 tuần 8 tuần 14 tuần 16 tuần 18 tuần 20 tuần thì chúng ta phải biết được cái tử cung đó bao nhiêu kích thứ bao nhiêu thì thường thường dưới 12 tuần người ta không có đo cái, cái 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 bề cao tử cung mà người ta phải khám và cảm nhận cái tử cung bằng hai tay tay trong và tay ngoài vậy thì nói luôn cái móc ngang rốn nếu đáy tử cung mà ngay rốn thì người ta nói tương đương với thai 20 tuần. Rồi từ rốn đến vệ chia đôi đi, cứ chia ra rồi tới cái mốc nào là chúng ta sẽ biết bao nhiêu tuần. Nha, đó, đó là cách là cách thường nhất để người ta ước lượng cái tử cung của u sơ tử cung. Nhớ ha, Rồi một cái tử cung, đáy tử cung ngang rốn là 20 tuần, tử cung đó là thai 20 tuần xuống ở giữa đó là là 10 tuần trên chút và xin đặc biệt xin thưa là không có cái tử cung tương đương với cái tử cung 13 tuần hay là 15 tuần nha người ta sẽ dùng một cái số chẵn 12 14 16 18 hoặc 8 tuần đó rồi tiếp đó là cách và sau đó là chúng ta sẽ mô tả à, nên đó do đó nãy giờ chị không nói lên cái chuyện là khi mà em nói đến một cái u sơ tử cung to tương đương với hai bao nhiêu tuần là em đã nói đến kích thước của ba chiều rồi phải lúc mà mình khám nội khoa hay mình khám ngoại khoa thì mình chỉ nói kích thước kích thước hai chiều thôi đúng không dài nhân rộng còn cái này là nhân sâu nữa do đó ở cái buồng trứng á, khi mà khám tay trong tay ngoài thì chúng ta sẽ phải khám phải mô tả kích thước ba chiều nói luôn còn tử cung thì mình không có mô tả là một cái cục đó và dạ, kích thước 3 x 4 x 5 được mà chúng ta sẽ quy về tuần tuổi thai rồi nên cái đó là kích thước ba chiều rồi đó còn tự buồn trứng là chúng ta phải khói khối u buồn ở bên phần phụ bên phải có một cái khối u kích thước là 5 x 6 x 7 hay là 7 x 8 x 9 hoặc là 8 x 10 x 12 gì đó ha tức là phải có kích thước của ba chiều vì chúng ta khám tay trong và tay ngoài nhớ ha rồi rồi chúng ta qua cận lâm sàng ha khám u sơ tử cung rất là đơn giản không có gì phức tạp hết đó thông báo như vậy và mô tả đặt tính chất ngoại trừ kích thước là về kích thước của tử cung so với thai thì chúng ta phải mô tả là nói chung là mô tả bao nhiêu cái số bao nhiêu đó số 7 hả à bảy tính chất của khối u á chúng ta phải mô tả đầy đủ ha đau di động mật độ gì đó chúng ta phải mô tả trong trong cái phần bình án cho đầy đủ ha rồi hiện tại bây giờ thì có khi ha mình không mình đi lâm sàng mình sẽ thấy một cái đặc điểm là à, thường bác sĩ không có khám mà sao siêu âm về cái báo cái người ta ghi vô như có rồi nha à, tại vì siêu âm nó phát triển quá mất là như vậy đó nhưng làm ơn đi thi hoặc đi là à, đi học thì chúng ta phải học theo chiều theo chiều theo, 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 theo chiều xuôi ta không có thể học theo chiều ngược là chúng ta phải khám nguyên tắc chúng ta phải khám lâm sàng và chúng ta nghi ngờ thì chúng ta mới cho siêu âm chứ không phải automatic hiện tại bây giờ các anh chị thì ngồi phòng khám người ta một ngày người ta khám tới năm chục bệnh lần. nếu người ta automatic kiểu đó thì chắc tới chiều tới tối người ta vẫn không giải quyết được bệnh đó là cái khó tuy nhiên người ta cũng phải học theo cái chiều xuôi rồi mà người ta phải sờ trên bụng rồi người ta khám rồi người ta mới biết u sơ đó và tại vì bây giờ siêu âm nó quá thường quy đi nó quá đơn giản và nó quá rẻ tiền nên khi khám người ta còn gọi siêu âm là con mắt thứ ba của người bác sĩ sản phụ khoa nên không có ai mà đi khám phụ khoa mà không siêu âm bao giờ cả nha tại vì nó biết nhiều thông tin lắm ngoại trừ ví dụ như chúng ta khám được cái u buồng trứng đi chúng ta khám được cái tử cổ cái u sơ tử cung đi chẳng hạn tuy nhiên như chị nói với em đó mình sẽ không biết được vị trí à mình sẽ không biết được mối tương quan giữa cái 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 khối u đó ở trong vùng chậu là như thế nào rồi mức độ là vị trí số lượng kích thước có hết trên đây khi kha kháng... nó lại không lên nữa Nó pin nữa. có thấy không giờ? đây nó bầy lùm là khi siêu âm mình phải đòi hỏi siêu âm mô tả tất cả các đặc điểm này cho mình à thì mới đủ để đánh giá một cái nhân sơ tử cung và yên tâm siêu âm tự chủ hùng vương đều mô tả hết với những cái u sơ to thật to người ta đều coi luôn hai cái thận cái niệu quản cho mình luôn yên tâm chuyện đó nên do đó khi đọc một cái bệnh khi đọc một cái tờ siêu âm trên lâm sàng chúng ta không có đọc kết luận không mà chúng ta phải đọc hết nguyên cái tờ siêu âm đó, nó có cái chữ gì phải đọc hết và lấy quan trọng nhất là lấy phần chi tiết mô tả chứ không có lấy kết luận nha nhiều khi kết luận người ta sai so với mô tả thì sao rồi đó là siêu âm mà ngã bụng hay ngã âm đạo chúng ta còn có một cái siêu âm nữa à, nó gọi là siêu âm bơm nước buồn tử cung à để xác định những cái nhân sơ dưới niêm này nè à, hiện tại bây giờ nó áp dụng nhiều á để chúng ta coi được kích thước dưới niêm chúng ta coi được cái cuốn của nó để chúng ta tiếp cận rồi đó là phần siêu âm còn cái phần người ta còn có thể phải nạo sinh thiết tại vì trong cái nhóm triệu chứng gây triệu chứng của u sơ tử cung chúng ta có cái gì xuất huyết tử cung bất thường và nên khoan khoan hãy làm sao coi cái xuất huyết tử cung bất thường đó là chỉ của ở tử, của, của do u tử cung gây ra mà nó còn có một nguyên nhân nữa mà nó trực tiếp hơn á là của cái đâu của cái thằng gì mà gây cũng xuất huyết tử cung bất thường không đang nói đến phụ đang nói tới chuyện là bệnh nhân này không có thai tức là sau khi chúng ta đã loại trừ thai rồi á ha chị đang học với vậy đó cái bạn này nói cũng đúng hợp lý á tức là em đang học học kiểu tiếp cận còn ở đây bài giảng lý thuyết á thì chúng ta sẽ học theo kiểu là học bài ha tức là chúng ta đang học về u sơ tử cung còn bạn này đang nói về tìm nguyên nhân của xuất huyết tử cung bất thường cái đó trên lâm sàng em phải áp dụng như vậy Tức là không ai trên lâm sàng nói tôi là bệnh lý của sơ tử cung Không bao giờ Mà đi từ những triệu chứng chúng ta mới lần ra được Đó là u sơ tử cung Hoặc đó là thai ngoài tử cung chẳng hạn Nhớ ha Còn ở đây chúng ta sẽ học Học xui Còn về lên lâm sàng chúng ta sẽ học ngược lại từ một triệu chứng chúng ta tiếp cận nó ra cái nhóm gì như nãy chị nói nhóm xui tử cung bất thường nhóm u vùng chậu ha đó là những cách về tiếp cận ờ, ở y 4 thì cũng chưa 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 có tiếp cận kiểu đó lên y 6 chúng ta sẽ học về chuyên đề à, tụi em học năm nay nó bị giao thoa giữa hai cái hai cái loại là tính chỉ tính chỉ phụ khoa còn tụi em là đang vẫn học theo lớp cái kiểu như vậy tức là hình như sau này tụi em sẽ không có giáo viên chủ nhiệm nữa ờ đổi rồi, Tại giáo viên chủ nhiệm trở thành người gì cố vấn học tập cho tụi em gì đó nói chung là là đã thay đổi rồi. Sau này học tính chỉ là như vậy, không có kiếm giáo viên chủ nhiệm nữa. Ơ ờ, nhưng mà vậy vừa được á, tại vì một cố vấn học tập chỉ lo cho hai chục sinh viên thôi, đỡ hơn không? Giáo viên chủ nhiệm ngàn một một lớp bao nhiêu đứa? Hai trăm đứa, tụi em có gặp được không? Có Gặp đâu ờ ừ, đúng rồi sao gặp được? Hồi thời của chị học quá thì chị gặp gặp thường lắm tại vì lúc đó ha có một trăm hai à trăm mà lúc đó mấy thầy cô thì người ta rảnh hơn nhiều ha còn bây giờ mấy thầy cô giáo viên chủ nhiệm của tụi em không có rảnh đâu ha chị bị kêu làm giáo viên chủ nhiệm chị còn từ chối rồi chị nói thôi thì chị cũng làm đâu mà hơn có bây giờ qua cú vấn học tập cũng không giờ đó chị luôn kỳ mừng ghê đó còn hai cái CT scan và MRI đây là hai cái cao cấp hơn. Tuy nhiên, khả năng ít khi xài. À, chỉ khi nào chúng ta nghi ngờ ung thư hoặc khi ngờ chèn ép thì chúng ta có thể sử dụng. Hoặc nghi ngờ nó là, nó là nó là nó là bản chất nó là cái gì thì chúng ta có thể sử dụng. Nhưng đa phần từ cái này trở lên là đã đủ xài cho chẩn đoán Ung sơ tử cung rồi và thậm chí là để mổ rồi. À, không cần xài mấy cái cao cấp này tuy nhiên của u buồn trứng thì cái này thường xuyên lại sử dụng à, rồi chẩn đoán phân biệt nói chung là mấy cái này hồi nãy giờ nói bây giờ chẩn đoán u sơ tử cung để chẩn đoán phân biệt cũng hơi khó lắm chủ yếu nó sẽ phân biệt với cái nhóm triệu chứng xuất huyết tử cung bất thường như cái bạn kia nãy mới nói giống như thay ngoài tử cung chẳng hạn Tuy nhiên cái đó là chẩn đoán loại trừ Ví dụ như mình hỏi xong người ta có kinh ha Mỗi tháng người ta hành kinh nhiều Người ta gọi là cường kinh và rong kinh Đây là chu kỳ kinh của người ta Thì nó không có thai rồi Đúng không? Khám cái tử cung to đương nhiên nghĩ đến có thai đúng không? Tuy nhiên người ta có chu kỳ đàng hoàng Người ta đâu có trễ kinh đâu và kích thước của tử cung người ta cái đó là một cái tử cung chắc và mật độ đó là u sơ tử cung thì cái thai ngoài đó nó nó được loại trừ rồi vậy thì chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt với cái nhóm xuất huyết tử cung bất thường mà gây gây xuất huyết tử cung bất thường của triệu chứng thực thể ví dụ bệnh lý của nội mạc tử cung như nãy chị nói nội mạc tử cung là cái trực tiếp nhất gây xuất huyết tử cung đúng không còn cái u sơ tử cung cái u đó nó qua một cái cơ chế gián tiếp nó mới gây gây đông cường kinh thì chúng ta phải chẩn đoán những cái bệnh trực tiếp nó gây ra chứ làm gì mà nó cái nồi mạc tử cung nó bông ra à nó có bệnh lý ở đó người ta sợ những là gì tăng sinh nồi mạc tử cung và thậm chí là ung thư nồi mạc tử cung còn hiện tại hồi trước đây à, hồi cái tháng năm những năm chị học thì người ta đặt ra một cái vấn đề đó là chúng ta phải chẩn đoán phân biệt với lạc nồi mạc tử cung trong cơ gọi là bệnh tuyến của cơ tử cung hay là đọc tiếng anh đó là adenomyosis myosis Ha, nó cũng là một cái thể loại bất thường của cơ tử cung nhưng nó không phải là một cái tình trạng tăng sinh của tế bào cơ tử cung mà nó là một cái tình trạng lạc cái nội mạc tức là tuyến nội mạc tử cung vào trong cơ tử cung nó gây ra một cái sự tăng sinh và làm cho cái tử cung cũng lớn lên tuy nhiên nó không có lớn rõ là một cái cục u ha của từng bó cơ và nó là sự lan tỏa của các tuyến nội mạc trong cơ tử cung và gây nên cạnh gọi là bệnh tuyến cơ tử cung thì kiểu chứng của nó cũng có rong cường kinh đau bụng kinh ờ, gây đau cũng có luôn ha, tuy nhiên hiện tại bây giờ trên siêu âm cái thằng đó vẫn nó phân biệt tốt luôn rồi người ta siêu âm vô người ta sẽ biết được cái này là bệnh tuyến cơ tử cung hay là bệnh của uh, u cơ trơn tử cung nha à, nên cái đó phân biệt không 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 nhằm mục đích phân biệt nữa nha à, tại vì hai cái bệnh cảnh nó hầu như là nó khác nhau nhiều lắm cái bệnh cảnh kia cái thước tử cung nhỏ cái thước cái thước tử cung lớn hơn bình thường cũng gây ra triệu chứng còn cái thằng này thì nó lại khác nó phải đạt được cái một ở một cái mức độ nào đó ha à, phải to cái thứ hai là nó phải chèn ép tức là nó ở một cái vị trí đặc biệt giống như là dưới niêm hoặc là trong dây trần rộng thì nó mới gây ra những triệu chứng đặc trưng còn ở trong cơ đó, đố em ví dụ như nó to lên cả trăm đó, tức là cái, tự, đề, cái 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 đường kính của tử cung nó khoảng 180 đến 100 mm mà nó còn chưa gây triệu chứng nữa cơ thậm chí là những cái nhân sơ tử cung dưới ni à, dưới thanh mạc thì sao hoàn toàn nó không gây triệu chứng gì hết nó có tác động lên cái cơ tử cung đâu ha mà nó nó cứ lúc lắc lúc lắc vậy thì nó sẽ nó sẽ di động ở trong bụng nó ở ruột đúng không nó, nó chèn vô ruột mà thằng ruột có di động không ờ, thì giống như là giặt đuổi bên nào thì thằng ruột nó dạt sang bên đó bên vậy thôi ha à, nên cái u sơ tử cung mà dưới thanh mạc thì hầu như nó không có triệu chứng luôn Mặc dù nó quá to luôn nên có nhiều khi người ta cũng không làm gì nó hết người ta chỉ để và theo dõi thôi đó đó là những cái bệnh cảnh mà hồi trước đây người ta nói phân biệt nhưng bây giờ nó thật sự là nó rất là dễ phân biệt Hai do đó chúng ta sẽ chẩn đoán phân biệt trong cái nhóm xuất huyết tử cung bất thường vì ở những cái tuổi độ tuổi ví dụ như tiền mãn kinh người ta hay gây ra những triệu chứng của u sơ tử cung thì lúc đó chúng ta phải phân biệt với bệnh lý của nội mạc tử cung do đó trên lâm sàng em thấy hầu như automatic ha ca nào trước khi u sơ tử cung mà trước khi mà phẫu thuật người ta cũng sẽ phải nạo sinh thiết tầng những cái từ này lên lâm sàng sẽ biết ha tại sao bác sĩ vân nói tức là nạo sinh thiết từng phần để coi về nội mạc tử cung có bất thường hay không để coi cái cổ tử cung có bất thường hay không để coi cái kênh của tử cung có bất thường hay không ha tại vì nó liên quan đến nhau hết mình giải quyết có cái ung sơ không mà cái cổ tử cung nó làm sao nó là tăng sinh nó là xin nó thậm chí nó là ung thư là xử trí khác ha à, chứ không phải đè vô cái ung sơ tử cung mà giải quyết rồi đó là phần chẩn đoán ha, phần điều trị, hồi nãy giờ nói đó nhỏ, không gây triệu chứng chỉ theo dõi thôi và đa phần ở vài năm trở lại đây việc điều trị u sơ tử cung nhẹ gánh hẳn, tại vì người ta đã đã, đã nghiên cứu ra nhiều nhiều nghiên cứu để chứng minh phẫu thuật để cắt tử cung nó đem lại nhiều gọi là nhiều bất lợi hơn là là, là là có lợi để chỉ để giải quyết một cái u sơ tử cung ha mà chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cố gắng gọi là gì điều trị nội hoặc là theo dõi nếu chỉ trường trường hợp ha chỉ định điều trị nè tương đối chỉ trường trường hợp là gì có biến chứng nè, hồi nãy cái câu của chị nè nhỏ hay không biến chứng chứ chị không hồi trước đây á một vài năm trước á, chỉ định điều trị của chị nè đáng lẽ chị phải chụp cái tức là chị chị để đi nguyên rồi chị nói cho tụi em hiểu nhưng mà sợ biết sao không có những đứa nó không đi học rồi nó nhìn lên cái bài nên chị chị muốn chị thích lặng dậy đó không đi học mà ngồi nghe chị chị nãy giờ em có thấy chị có bao giờ đọc hết trên đây để tụng cho tụi em không không mở lên đọc đi tự đọc và chị sẽ nói những cái gì chị nói thêm thôi đáng lẽ cái dòng đầu tiên của chị ha sách kinh điển luôn trong sách có đó giờ mở ra có kích thước tử cung trên 12 tuần từ 12 tuần trở lên sẽ có chỉ định điều trị xin thưa cái dòng đó bây giờ không có ý nghĩa nữa người ta không điều trị u sơ tử cung dựa vào kích thước nữa chị đã nói em đó một cái u sơ tử cung mà em 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 khám một cái tử cung 14 15 15 16 tuần ha nhưng nó không hoàn toàn không gây triệu chứng gì hết và với một cái bà này là không gây trong cường kinh luôn không đau bụng kinh không không có gì hết nha không đau bụng gì luôn và cái bà này là bà 48 tuổi chẳng hạn thì chúng ta có thể sẽ để yên đó để đến khi mãn kinh nha tức là sao đồng nghĩa với chuyện là u sơ tử cung này phải gây biến chứng dù nhỏ hay to mà gây biến chứng vẫn giải quyết vì sao đây một cái u sơ tử cung dưới niêm có 2 cm thôi cũng phải giải quyết hai bắt buộc nha đây chị ghi đây hay u sơ tử cung dưới niêm chị không có ghi u sơ tử cung dưới niêm mạc gây biến chứng nha không hoặc là u sơ tử cung trong dây chằng rộng chị không có ghi là trong có biến chứng đây còn cái này là có triệu chứng nè kèn ép nè tức là cái nhóm thằng có to hay không to đó hoặc là rong cường kinh hai thằng này mấy thằng này là bắt buộc phải điều trị ha còn lại không điều trị vì kích thước nhất là những người ở quanh tuổi gần mãn kinh nha tại vì khi mổ chúng ta sẽ có gì có tai biến của phẫu thuật chúng ta cắt tử cung chúng ta cũng có tai biến của của cắt tử cung à, chứ không phải là cắt tử cung là dễ Thậm, đúng là cắt tử cung rất dễ đối với bác sĩ sản phụ khoa với một người giỏi bứng cái tử cung ra khoảng 15 phút thôi tuy nhiên cái hậu quả của người ta làm sao và ở đây với mức độ trình độ dân trí hiện tại bây giờ để thuyết phục một người phụ nữ cắt cái tử cung khó lắm tuyền thật sự khó ha à, tâm lý họ, họ không chịu họ cũng nhất quyết là muốn giữ lại cái tử cung chứ không phải là bác sĩ không ha tại nó còn về vấn đề gì về cuộc sống nữa về cuộc sống hôn nhân ha quan hệ vợ chồng nữa cái nhiều thứ lắm và thêm cái nữa là về đọc thêm các nghiên cứu ha người ta thấy rằng khi cắt tử cung thì cái mạch máu nuôi đến buồn trứng nó sẽ nó sẽ giảm mình đi coi cái phẫu thuật giải phẫu buồn cậu chúng ta sẽ biết buồn trứng không chỉ nuôi bởi động mạch thắt lưng buồn trứng không đúng không mà đó là ở vùng chậu là một cái hệ thống thông nối các mạch máu với nhau em cắt cái tử cung tức là em cắt các mạch máu đi tới buồn trứng một phần thì người ta thấy là có hiện tượng mãn kinh sớm tức là suy buồn trứng sớm sau khi cắt tử cung bởi vậy ở dưới 45 tuổi hiện tại bây giờ ha là không có chỉ định cắt tử cung hầu như là như vậy trừ khi là cái tử cung đó nó quá to thôi tức là không thể bóc được. Chứ còn nếu đã phẫu thuật đây các phương pháp. Chúng ta sẽ có phương pháp nội khoa và phương pháp ngoại khoa. Và có một cái phương pháp gọi là phương pháp ít xâm lấn. Tức là phương pháp nội khoa này là phương pháp không xâm lấn đúng không? Và có phương pháp ngoại khoa là phương pháp xâm lấn. Và chúng ta sẽ có một cái phương pháp ở nằm ở giữa nó nữa là phương pháp ít xâm lấn. Nó không phải là nội mà cũng không phải là ngoại khoa lát sẽ biết ha còn nội khoa mục đích là cái gì đó là tất cả những cái thuốc về nội tiết ở y 4 thì chúng ta không 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 có nói nhiều về những cái thuốc này về đọc thêm cho chị ha thuốc điều trị của u sơ tử cung tới hiện bây giờ vẫn còn tranh cãi nhiều lắm nhiều loại nhưng mà cái tác dụng của nó không tới đâu đó và nó chủ yếu là nó nằm trong một cái nhóm gọi là cái gì biết không điều trị tạm thời thứ nhất nhằm mục đích gì nè tại vì sao với những cái thuốc mà nó ức chế luôn cái estrogen á thì tức là đưa bà này vô mãn trên bằng thuốc thì nó sẽ ảnh hưởng loại nó ảnh hưởng hệ xương nè ha ảnh hưởng đến hệ xương nó gây rồi loãng xương phụ nữ mãn kinh sẽ gây loãng xương ha đó vậy thì sao để muốn điều trị thì chúng ta sẽ nhằm mục đích này nè để điều trị những cái thuốc mạnh tức là những cái thuốc này chắc chắn nó sẽ có tác dụng lên cái tự, cái u sơ đó tại vì nó đánh nó đánh từ gốc u sơ tử cung phụ thuộc nồng độ estrogen thì bây giờ nó cắt cái nguồn estrogen nó đi à thì sẽ gây giảm cái thứ đó nhưng mà không thể xài lâu dài được và khi chúng ta ngưng thuốc thì sao thì lại có estrogen lại thì sao cái cái thứ đó lại tăng lên do đó nó là một cách trì hoãn để làm sao để bảo tồn chức năng sinh sản để làm nhỏ đi chúng ta để chúng ta dễ bóp hơn ha để chúng ta bảo tồn được cái tử cung hoặc là bệnh nhân này không thể nào phẫu thuật được có những chống chỉ định của phẫu thuật đó và thường dùng nhất là trong nội soi buồn cắt đốt tức là cái nhân sơ dưới niêm nó to à, nó khoảng kích thước từ 3-4 phân trở lên thì nội soi buồn rất là khó nên người ta sẽ đưa nó nhỏ lại khoảng tầm hai ba phân ha, hoặc hai phân thì người ta tiếp cận bằng cách nội soi buồn nội soi buồn là một cách uh, cách gọi là phẫu thuật nhưng rất, rất gọi là rất là nhẹ nhàng luôn ha người ta có thể chỉ tay tỉ sống thôi và và mấy ngày một hai ngày là người ta nhà xuất viện và soi ở ngã dưới không có tốn một cái, cái gọi là một cái vết thương nào hết ha thì cái đó là cực kỳ nhẹ nhàng nên chúng ta sẽ áp dụng cái chuyện đó nếu người ta có thể điều trị ha đồng vận Tức là cái thuốc này là cái thuốc gây mãn kinh bằng thuốc đó tụi em Nói nôm na là vậy Còn ai muốn biết thêm thì về đọc thêm cái thuốc này thêm chị Ở Thuốc ngừa thai thì hiện tại bây giờ rất là ít ha, Ít khuyến cáo để sử dụng cái này Tại vì sao? Tại vì tác dụng của nó không có nhiều hết Mà thường thường người ta sẽ sử dụng cái này nè vòng Mirena để người ta điều trị cái triệu chứng rong kinh Với à. một cái u sơ tử cung ví dụ nó chỉ gây cái triệu chứng rong kinh là chủ yếu và trên kích thước của nó cũng không có quá lớn lắm thì chúng ta có thể và bạn này gần ở tuổi mãn kinh á tiền mãn kinh mãn kinh thì chúng ta có thể sử dụng cái này ha để để không làm rong kinh không thiếu máu nữa đó nó là vậy còn cái thuốc mà để uống thì thiệt sự hiệu quả nó không có xài họ bây giờ không ai khuyến cáo sử dụng đầu tay nữa hết còn những cái thuốc này thì hầu như không xài nữa ha nói cho chúng chị nói cho để biết lịch sử của nó là có những cái thuốc này à hiện tại bây giờ nó sẽ có một cái loại nhưng mà bây giờ nó cũng không cho sản xuất nữa nó không cho bán trên thị trường nữa cái thuốc này cách đây khoảng hai ba năm thì nó là mình gọi là một cái gì ta à, một cái cái cái, cái 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 thay đổi trong cái cái cái, cái của điều trị ung sơ tử cung và giới phụ khoa người ta hoan Người ta mừng vì à có thuốc này để mà điều trị nội lâu dài, tại vì cái thằng GnRh đồng vận không thể sử dụng lâu dài được nữa, ha, quá lắm là 6 tháng thôi, không xài thêm. Nhưng cái thằng của cái nhóm này ha, nó gọi là U uh, UBA, ha, lên mạng xài cái thuốc đó ra đọc. Tại vì bây giờ nó không đưa vào sử dụng nữa nên chị không đem vô đây nữa. Ha, chị đem vô đây về đọc vài bữa nữa, có đứa đi kiếm cái thuốc đó xài chết luôn. Vâng rồi Tại vì tác dụng phụ Nó đi tới lâm sàng Lâm sàng pha 4 luôn Và ra ra bán luôn ha Người ta xài trong vòng 1-2 năm rồi luôn á Rồi tự nhiên bây giờ nó thu lại Nó không khuyến cáo nữa Do vấn đề về tăng men gan Do vấn đề về tăng sinh cái nội mạng tử cung Do đó người ta không xài nữa chứ kích thước về thay đổi kích thước của nó tức là nó nó làm teo cái 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 cái, cái nhân sơ đó của mạng mục ha tương đương với GNRH ờ, nhưng mà về về gì? À, về mãn kinh, về vấn đề về mãn kinh, về bốc quả, về khó chịu của người phụ nữ nó không có. Tại vì nó cạnh tranh, nó cạnh tranh vô cái cái, cái vấn đề về men, tức là nó vô cái nó làm không chuyển hóa thành estrogen. Ha, tương đối trúng đích cho. Nhưng cái thuốc đó nó chưa có có, có an toàn hai nó làm tăng men gan mà một cái người mà để uống thuốc mà để tăng men gan thì chẳng khác nào nó suy gan nên không cho xài nữa thuốc nó cực mắc nha tụi em có nhiều nói chung là ai mà có tiền thì mới đồng ý điều trị nội cái thuốc đó tại vì nó mắc lắm uống một một tháng chắc khoảng như ta chị quên cái tên thuốc mà tiền thì chị không nhớ nữa nhưng mà cũng mắc cả chục triệu tính ra có nhiều người đâu có xài nổi thì người ta nó thôi vậy cắt tử cung cho rồi hoặc là bóc gan sơ cho rồi à, đó đó là những cái thuốc đây tác dụng phụ đây cái thằng này á thì nó không đưa về sử dụng khuyến cáo đâu nè tại vì nó có này nè đó cái nhóm này nó gây ra cái này nè nhưng mà cái thằng kia thì gây ra quá trời luôn tăng men gan đó bốn phần trăm tăng men gan đó tăng nội nè rồi mà tử cung tăng sản đơn giản nè Hai cái này là hai cái đáng ngại nhất của cái nhóm này Mà làm cho cái thằng thuốc UBA không được đưa vào thị trường nữa ha Hiện tại bây giờ Sau khi một hồi xài một năm trời hay hai năm gì đó Các bác sĩ phụ khoa xài xài tấn tới luôn á tụi em Rồi xong giờ ngủ hết rồi không có xài nữa Rồi Rồi Đây là ít xâm lớn cái này thì cũng lâu rồi ha, người ta sẽ là thuyên tắc động mạch tử cung. Bằng cách đưa cái catheter đó vô cái động mạch. Làm giống như là cái gì ta đặt stent hay là làm làm can thiệp trên tim á. Nhưng mà cái tim thì đi đường dài hơn đúng không? Còn ngay cái tĩnh mạch đùi người ta đưa vô cái tĩnh mạch chậu, động mạch chậu ha. Để làm cái này nè, thuyên tắc động mạch tử cung đây nè. Hiện tại bây giờ cũng có làm nhưng mà số lượng ít lắm, thường thường cái này sẽ làm ở cái khoa gì? Khoa chuẩn đoán hình ảnh cái khoa chuẩn nó hình ảnh can thiệp á biết không dsa ha nhưng mà biết sao không thứ nhất là cái khoa đó lấy bệnh nhưng mà bên phụ khoa của mình ít đưa bệnh qua ờ, cũng ít lắm nhiều khi mấy 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 lần trước chị có nhớ là có có một anh ảnh đang làm nghiên cứu về cái này ảnh muốn có bệnh đi qua đây anh hỏi anh hỏi anh hỏi rốt cuộc tính ra không ai đưa bệnh cho anh hết khổ ghê ủa là sao ba giờ ba mươi mà ủa vậy hả em xong liền xong liền làm nghe quá ủa ba giờ hai mươi hả tụi em hồi là bốn mươi lăm phút quá hả căng quá thôi về tự đọc tiếp nha sống cao tầng rồi phẫu thuật thì đơn giản rồi ha hồi nãy giờ nói rất là nhiều rồi còn cái u sơ tử cung và thai kỳ đọc ha cái bảng này thường thường sẽ ra trắc nghiệm thì chỉ biết nó là cái gì thôi tức là nó sẽ gây cái gì gây cái gì cái gì rồi à, bài này là như vậy ha muốn nói thêm mà cũng không nói thêm được rồi chúng ta xong á